Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm qua 30 tháng 9, phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương được khai mạc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở chính phủ và trụ sở Ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tại hội nghị, đại biểu đánh giá trong tháng 9 và từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung sát sao chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Nhờ đó kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt. Lãnh đạo một số địa phương kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành một số vấn đề và được các bộ trưởng giải đáp cụ thể về việc điều chỉnh một số quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khoáng sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, tháo gỡ khó khăn về vật liệu san lấp, điều chỉnh giới hạn tốc độ, bổ sung các nút giao, thêm các làn đường tại các tuyến cao tốc mới, hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công tư. Cơ bản nhất trí với ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, phức tạp khó lường trên các lĩnh vực. Nêu bật các quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2023. Trong đó thì phải điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, hài hòa giữa các chính sách, nhất là các chính sách tài khóa tiền tệ, thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng, đó là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung phát triển mạnh các ngành lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, chú trọng phát triển các ngành lĩnh vực mới nổi, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng như là sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ. Chiều ngày 30 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình 1 triệu sáng kiến và khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2022-2023. Dự hội nghị đại diện lãnh đạo một số sở ngành đoàn thể của tỉnh, các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc. Chương trình luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh hưởng ứng nhiệt tình, mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, thu hút được đông đảo đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia, đạt cả số lượng và chất lượng. Từ đó đã khơi dậy phát huy khả năng sáng tạo, trí tuệ trong lao động sản xuất, công tác của đoàn viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở. Tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có 3.666 sáng kiến cập nhật trên cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam, đạt 159% chỉ tiêu. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tỷ lệ hoàn thành trên số sáng kiến hợp lệ, tỉnh Lai Châu đạt 153%, xếp thứ 3 trong cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh biên giới phía Bắc và xếp thứ 25 trên 82 đơn vị trong cả nước, đạt mức đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động khen thưởng. Nội dung các sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực như là giáo dục, y tế, cải cách hành chính, kỹ thuật, phòng chống COVID-19. Trong đó đã có rất nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo của người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp. Nhiều sáng kiến có tính thích ứng cao với bối cảnh bình thường mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến ước tính trên 300 tỷ đồng. Tiêu biểu như sáng kiến của Công đoàn ngành y tế, Công đoàn viên chức, Liên đoàn Lao động thành phố. Thông qua chương trình đã góp phần tích cực trong công tác vận động đoàn viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tạo được phong trào thi đua lao động sáng tạo sôi nổi ngay từ cơ sở. Nhân dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác ôn thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023 và các em học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và văn nghệ thể thao năm học 2022-2023 được khen thưởng và tôn vinh. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành y tế trong thời gian qua đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước đến 100% công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn. Phong trào thi đua được các cấp công đoàn trong toàn ngành thực hiện thường xuyên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, coi công tác thi đua là động lực để mỗi tập thể cá nhân nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng
hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua các phong trào thi đua, đã có 197 đề tài, 396 sáng kiến được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, công nhận từ cơ sở đến cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, việc quan tâm phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn của huyện Tam Đường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều sản vật đặc trưng của huyện đã được công nhận là sản phẩm OCOP, góp phần khẳng định thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người dân. Phóng sự sau đây phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ khi sản phẩm miến rong Bình Lư của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, lượng khách đặt hàng tăng đột biến. Hợp tác xã tăng khối lượng sản phẩm miến rong cung cấp ra thị trường từ 200 đến 300 tấn một năm, tăng 30% so với trước. Sản phẩm miến rong Bình Lư được đơn vị đóng bao bì cẩn thận. Trên bao bì có mã truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, quy trình sản xuất chế biến và đóng gói. Giá trị sản phẩm miến rong Bình Lư cũng được nâng cao rõ rệt. Năm 2023, Hợp tác xã đề nghị xét nâng hạng sản phẩm miến rong từ 3 sao lên 4 sao. Từ ngày thành lập hợp tác xã thì cuối năm 2018 đến nay thì tôi thấy là được rất thu được nhiều rất nhiều cái thành tựu, cụ thể là thương hiệu miến rong ấy được mở rộng ra ở các lô và chủ yếu là trong nước là người ta quan tâm rất là nhiều, và vừa rồi cũng được đánh giá là một sản phẩm năm 2020 được đánh giá là một sản phẩm OCOP 3 sao, đạt thương hiệu ấy, mà đã được năm 2021 thì đạt cái giải vàng nông nghiệp của toàn quốc, và năm 2022 thì được giải nhất của cái sản phẩm năm cái sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Lai Châu. Tính đến hết năm 2022, huyện Tam Đường có 15 sản phẩm OCOP 3 sao, trong đó có 4 sản phẩm chủ lực tăng doanh thu từ 10 đến 30% một năm như miến rong, chanh leo, chẩm chéo và chuối tươi. Các chủ thể tích cực mở rộng quy mô quảng bá giới thiệu sản phẩm, tạo ra thị trường tiêu thụ ổn định, giá trị sản phẩm ngày càng gia tăng. Đến hiện tại bây giờ thì trên địa bàn huyện Tam Đường có 15 sản phẩm OCOP đã được Ủy ban tỉnh công nhận là đạt 3 sao trở lên. Thì để thực hiện duy trì các cái sản phẩm OCOP đã đạt cũng như là phát triển các sản phẩm OCOP trong thời gian tới, thứ nhất là đối với cơ quan chuyên môn chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cái chủ thể tiếp tục duy trì các cái sản phẩm đã được đạt, được công nhận đạt 3 sao trở lên. Cái thứ hai nữa là hướng dẫn cho các chủ thể tiếp tục đăng ký lựa chọn các cái sản phẩm có lợi thế trên địa bàn của các xã thị trấn để tham gia dự thi trong thời gian tới. Qua chương trình OCOP, các sản phẩm của huyện Tam Đường ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến, đồng thời nâng tầm giá trị hơn. Thực hiện chương trình OCOP đã góp phần phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của nông dân, xây dựng mối liên kết trong sản xuất, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển. Thưa quý vị và các bạn, với những ưu điểm như là dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, giá bán và đầu ra ổn định, những năm gần đây cùng với những mô hình kinh tế hiệu quả như là trồng chuối, chanh leo thì cây maca cũng được người dân xã Bản Lang, huyện Phong Thổ đưa vào trồng trên những diện tích đất canh tác kém hiệu quả. Hướng đi này thì đang dần mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Ông Vương Văn Nhiệm ở bản Bản Lang 2 là một trong những người tiên phong trồng cây maca ở xã. Được biết năm 2017, gia đình ông tận dụng diện tích 1 hectare đất đồi hoang hóa, bạc màu trồng 300 cây maca. Đặc biệt, ông còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, kiểm tra, theo dõi sát sao. Cây sau khi trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nên maca sinh trưởng và phát triển tốt. Từ năm 2021, cây maca đã bắt đầu cho ra hoa và cho lứa quả đầu tiên. Đến năm 2022, gia đình ông đã thu hoạch gần 1 tạ quả và được xuất bán với giá 60.000 đồng 1 kg quả tươi. Điều đáng mừng đó là khi vào vụ, toàn bộ số quả được thương lái đến tận vườn mua, thu hoạch tới đâu thì bán hết tới đó, nên ông Nhiệm không phải lo về đầu ra của sản phẩm. Sau khi trồng thì mỗi năm là hai đợt là cho phân, về cho phân, nhưng mà đường nước là chủ yếu là cái đường nước cây maca này chủ yếu là nhất là tưới nước nhiều và nhiều phân. Sau một thời gian chăm sóc, 500 cây maca của gia đình chị Lành Thị Bảy ở bản Bản Lang 2 cũng đang phát triển mạnh và bắt đầu ra hoa kết trái. Ở lứa đầu tiên trong năm nay, hơn 150 cây đã cho thu hoạch.
Điều này đã giúp cho chị Bảy có thêm niềm tin về hiệu quả của cây trồng này trong tương lai. Nhà tôi cũng có trồng maca từ 2018, thì bây giờ cũng 5 năm rồi, thì nghe thì năm ngoái cũng được thu một ít, nhưng mà ít quá thì do mình không biết có chăm sóc không đúng kiểu hay là thế nào, thì năm nay thì cũng có quả nhiều hơn. Thì thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Bản Lang đã vận động nhân dân trồng được hơn 114 ha maca, thay thế các diện tích cây trồng kém hiệu quả, và đến thời điểm hiện tại đã có 57 ha cho thu hoạch. Năng suất ước đạt gần 30 tạ một ha. Xác định phát triển cây maca có thể giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc maca để người dân áp dụng vào thực tế. Với cái điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn của xã Bản Lang thì cũng được đánh giá là rất phù hợp với lại cây trồng maca. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân chăm sóc những cái diện tích đang có và quy hoạch mở rộng thêm những cái vùng có thể trồng được cây maca để mở rộng quy mô cây maca nó lớn hơn. Về cái định hướng của xã thì chúng tôi đang đề xuất với lại các cơ quan cấp trên, với Ủy ban nhân huyện có thể là liên kết với các doanh nghiệp để có thể một là hướng dẫn về kỹ thuật, thứ hai là định hướng thu mua cam kết bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân. Phát triển cây maca đã và đang là chủ trương được cấp ủy chính quyền địa phương và người dân đồng thuận ủng hộ. Cây trồng này không chỉ góp phần nhân lên màu xanh cho những cánh rừng, còn tạo đột phá trong sinh kế cho người dân, góp phần giúp cho Bản Lang xóa đói giảm nghèo, phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nậm Tra là xã vùng thấp đặc biệt khó khăn của huyện Sìn Hồ, tỷ lệ hộ nghèo trên 48%. Nhiều người dân đi làm ăn xa với mong muốn là có nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, trên địa bàn lại xuất hiện một số thanh niên sập bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao. Trước tình hình đó, thì xã Nậm Tra đã tập trung các giải pháp để tăng cường tuyên truyền đến người dân để nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Gia đình chị Lý Thị Nhột, bản Nậm Tra, được cán bộ xã cùng với trưởng bản xuống tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hành vi vi phạm pháp luật. Kết hợp vận động gia đình không tin, không nghe theo kẻ xấu, tích cực lao động phát triển kinh tế. Nhờ đó, chị cũng như các hộ dân trong bản hiểu biết hơn về pháp luật và chấp hành nghiêm các quy định, hương ước của bản và không vi phạm pháp luật. Nhà tôi thì có 3 đứa con, một đứa là học lớp 8, một đứa là học lớp 6, một đứa học lớp 1. Mình phải giáo dục con. Các con thì ít tuổi thì ở nhà, không cần đi làm nữa. Đi làm thì cũng được thôi, nhưng mà ít tuổi thì đi thì hơi khó khăn. Tới đây, nội dung tuyên truyền thì chúng tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng về những cái đặc biệt là phối hợp với các đồng chí trưởng bản, quan viên, bí thư chi bộ ở bản. Và sau về cái luật tảo hôn và kết hôn cận huyết thống là cái nhất. Còn cái thứ hai nữa là luật lao động và xuất khẩu lao động, là những cái trường hợp của quyền lợi nghĩa vụ của người dân đi xuất khẩu lao động để được bảo hộ, để được an toàn. Để chúng tôi sẽ đặc biệt là chuyên sâu về cái luật lao động, mới là luật xuất khẩu lao động, mới là luật bảo vệ trẻ em. Thời gian gần đây, trên địa bàn của tỉnh Lai Châu ghi nhận nhiều trường hợp sập bẫy việc nhẹ lương cao. Các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến con mồi là các bé gái mới lớn, hiểu biết còn hạn chế và dễ tin người. Để người dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, Ủy ban nhân dân xã Nậm Tra đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật linh hoạt, đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng địa bàn đối tượng. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền tại các gia đình có con trong độ tuổi từ 15 đến 16 tuổi. Các bậc phụ huynh cần có trách nhiệm quan tâm đến tâm tư tình cảm, nắm bắt nguyện vọng của con em mình. Khi muốn đi làm ăn xa thì cần tìm hiểu thật kỹ về nơi đến làm việc, như địa chỉ công ty, doanh nghiệp, cửa hàng và việc sẽ được làm. Cùng với đó cần nắm rõ đặc điểm, lai lịch của những người rủ mình đi làm. Có như vậy mới tránh được việc sập bẫy, việc nhẹ, lương cao. Xây dựng kế hoạch để lên các bản để tuyên truyền pháp luật đến bà con. Thì trong thời gian tới đây là bà con sẽ không được đi làm ăn xa mà không đủ tuổi này sẽ không được đi này. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu được cái công ty doanh nghiệp đó là sẽ có trách nhiệm với mình thì mới được đi làm ăn xa. Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải thực hiện thường xuyên liên tục.
Trong thời gian tới, xã Nậm Tra tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nghiên cứu nắm chắc đặc điểm tình hình của từng thôn bản, đối tượng cần được tuyên truyền pháp luật để có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp. Cùng với đó thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về quyền lợi, trách nhiệm, những quy định của pháp luật khi đi làm ăn xa để đảm bảo an toàn, đảm bảo quyền lợi của bản thân mình. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh là 8.400 ha, trong đó diện tích cây ăn quả ôn đới chiếm 20% diện tích cây chuối, chanh leo, dứa chiếm 50% diện tích và 30% là diện tích cây ăn quả lâu năm khác. Từ đầu năm đến nay đã có trên 7.100 ha cây ăn quả cho thu hoạch, đạt trên 33.800 tấn, năng suất ước đạt 7,5 tấn một ha. Để cây ăn quả tiếp tục cho thu nhập ổn định và phát triển lâu dài, ngành nông nghiệp đang tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích người dân phát triển trồng cây ăn quả lâu năm như xoài nhãn và cây ăn quả ôn đới, lê, đào, mận. Đối với một số diện tích cây ăn quả khác, ngành nông nghiệp cũng tích cực phối hợp với các huyện, chỉ đạo người dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại nhằm đảm bảo cây ăn quả phát triển ổn định. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn của thành phố Lai Châu được giao là hơn 104 tỷ đồng, trong đó vốn tỉnh quản lý là trên 30 tỷ đồng, vốn thành phố quản lý là trên 74 tỷ đồng. Thành phố đang thực hiện 11 dự án công trình với 3 dự án khởi công mới, 2 dự án tiếp chi, 6 dự án chuyển tiếp. Phần lớn các công trình là trường, lớp học, giao thông và các công trình phúc lợi. Việc sớm hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần tạo cảnh quan đô thị, phục vụ dạy học, hỗ trợ người dân nâng cao đời sống, phát triển giao thương. Vì vậy, trên cơ sở nguồn vốn được giao, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhất là chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân ngay từ đầu năm, tránh tình trạng thanh toán dồn vào những tháng cuối năm. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao, có khả năng hoàn thành trong năm. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung nhân lực, máy móc, vật liệu để nhanh tiến độ thực hiện của các dự án trong điều kiện thời tiết thuận lợi, có mặt bằng sạch đến đâu thì triển khai thi công đến đấy. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.